Phản Tây Du tập thứ 12. Ở tập trước, sau khi từ chối nhân sâm quả thụ, thì bốn thầy trò Đường Tăng lại lên đường tiến đến Bạch Cốt Lĩnh. Gần đến nơi thì đã nghe thấy tiếng giao phong kịch liệt. Tôn Ngộ Không tiến lên xem xét thì nhận ra đó là Tam Đại Thiên Vương của Thiên Đình, cùng với Khuê Mộc Lang đang bao vây tấn công Bạch Cốt Tinh. Sau đây xin mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp hồi thứ 12. Năm đó Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không chịu đựng nỗi thống khổ, từ Kim Cô Chú một gậy đánh chết Bạch Cốt Tinh. Nhưng người tưởng rằng Bạch Cốt phù nhân cứ như vậy đã tan thành mây khói rồi sao? Nhìn chung trong toàn bộ Tây Du Ký, bất luận là một đại yêu nào đều cư trú ở một phường thế lực, chiếm núi làm vua, họa loạn nhân gian. Nhưng Bạch Cốt Tinh ở Bạch Cốt Lĩnh, khoảng cách từ đó đến Vạn Thọ Sơn Ngũ Trang Quán vẹn vẹn không đủ 30 dặm. Chẳng lẽ nàng ta không muốn sống nữa sao? Mà Địa Tiên Chi Tổ Trấn Nguyên Tử đối với Bạch Cốt Tinh cũng là làm như không thấy. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra Bạch Cốt phù nhân kia có thần phận chân thực tuyệt đối không đơn giản. Không sai, thứ được chôn ở dưới cây nhân sâm quả thụ trong Ngũ Trang Quán kia kỳ thật chính là bản tướng của Bạch Cốt phù nhân. Khoảng cách với Ngũ Trang Quán gần như vậy, không phải nàng ta không muốn đi, mà là căn bản cũng không thể đi. Nếu rời đi khỏi bản thể quá xa thì nàng ta cuối cùng cũng chỉ là một đống xương khô mà thôi. Mà Bạch Cốt Tinh chính là từ oán niệm của chúng sinh biến thành một hình thể như vậy, chỉ cần bản thể còn tồn tại, mãi mãi cũng là bất tử bất diệt. Nhưng cũng chính là vì nguyên nhân này mà một thân Bạch Cốt kia cũng đã trở thành bảo vật trong mắt chúng thần tam giới. Lúc này ở trên Bạch Cốt Lĩnh, Tôn Ngộ Không đã tận mắt thấy Nam Thiền Môn Tam Đại Thiền Vương cùng Khuê Mộc Lang đang vây công Bạch Cốt Tinh. Bởi vì cái gọi là cứu nhân gặp mặt giết đỏ cả mắt, hắn biết mình lúc trước đã cắn chết Chỉ Quốc Thiền Vương, đối phương tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Mà thất đại thánh của mình kết bái ở tại Nam Thiền Môn sống chết không rõ, chỉ là lúc này Tam Đại Thiên Vương đồng thời xuất hiện ở nơi đây, quả thật làm cho người ta cảm thấy có chút khó mà tin được. Mà trước đó không lâu trên Hoàng Phong Lĩnh, Hoàng Phong Quái đã thổi ra một trận Tam Muội Thần Phong, trực tiếp liền thông báo ra khắp tam giới. Thiền Đình cùng Linh Sơn cũng tự nhiên nhận được tin tức, tất cả đều phái người hạ giới tìm diệt bốn sư đồ Đường Tam Tạng. Mà Tam Đại Thiền Vương sau khi biết được tin tức Tôn Ngộ Không vẫn còn sống, căn bản là không chờ Ngọc Đế phát ra hiệu lệnh, đã trực tiếp hạ giới trả thù. Mà Khuê Mộc Lang cũng là cư ngụ ở gần đây, rất tình tường cũng liền theo tới, nửa đường liền phát hiện ra Bạch Cốt Tinh. Đối mặt Bạch Cốt hình thành từ vô số oán khí của chúng sinh, tự hỏi nào có thần tiên không muốn ra tay, lúc này mới có một màn như hiện tại. Mà ở đây mấy người tất cả đều phát hiện ra Tôn Ngộ Không. Chỉ thấy Tăng Trưởng Thiền Vương tay cầm đại kiếm trợn mắt nhìn, chậm rãi nói: "Yêu hầu, ta còn liền biết là ngươi vẫn còn chưa chết. Mấy huynh đệ chúng ta hôm nay sẽ nghiền xương ngươi thành tro bụi." Mà Tôn Ngộ Không nghe xong cũng bất vi sở động, khóe miệng hơi chút nhếch lên: "Ba người các ngươi tưởng rằng sẽ dễ dàng đánh bại được ta sao?" Vừa nói xong, Tề Thiên Đại Thánh liền xách kim cô bổng liền xông tới. Lúc này Tăng Trưởng Thiền Vương không chút do dự cũng lao lên, chính diện giao phong. Giữa không trung, bàn long của Quảng Mộc Thiền Vương cùng ngân thử của Đa Văn Thiền Vương cũng không tiếp tục dây dưa với Bạch Cốt Tinh, mà là bay vào giữa không trung gắt gao nhìn chằm chằm. Tôn Ngộ Không chuẩn bị tùy thời mà động. Lúc này Bạch Cốt Tinh trên mặt đất đã sớm bị mấy đại thiền vương làm tiêu hao lực lượng đến khô kiệt. Mặt thấy giờ phút này chính là thời cơ tốt nhất để chạy trốn, liền trực tiếp hóa thành một đạo khói trắng biến mất không thấy gì nữa. Lại nói đến Tôn Ngộ Không, trước đó ở tại Lưu Sa Hà, dùng hợp với Lục Nhĩ Mi Hầu về sau, thực lực cũng đã tăng lên rất nhiều, liền sử xuất ra phần thân cùng với Tam Đại Thiền Vương giao phong kịch liệt. Mà ở bên ngoài, Hoàng Bào Quái với Truy Hồn Đoạt Mệnh Đao đã nhìn đúng thời cơ, từ phía sau lưng Tôn Ngộ Không một đao đánh xuống. Chỉ nghe bang một tiếng, đại đao này vậy mà đã bị Cửu Sĩ Đình Bà cứng rắn chặn đứng. Không sai, đám người Đường Tam Tạng đã trực tiếp đuổi tới nơi. Nhìn thấy một màn này, chiến ý trực tiếp dâng cao, Bát Giới cùng Hoàng Bào không nói hai lời trực tiếp liền đánh. Mà Đường Tam Tạng lại vẫn bất động không ra tay, giống như còn đang chờ đợi điều gì đó. Quả nhiên, khi hai phe đang giao tranh đến thời khắc mấu chốt, ở trên bầu trời một đạo kim quang chợt hiện, tứ đại hộ pháp kim cang của Linh Sơn Phật Tổ cũng đã xuất hiện tại nơi đây. Không sai, Đường Tam Tạng chính là đang chờ đợi bọn hắn. Năm đó sư đồ bốn người Đường Tam Tạng tất cả đều chết ở trên đường thỉnh kinh, liền ngay cả Bạch Long Mã cũng hóa thành một đống xương rồng tàn mát trên thềm đá ở Linh Sơn, vốn là mang một kết cục bi thảm không còn một chút sinh cơ nào. Lại bởi vì ngoại trừ Thiên Đình cùng Linh Sơn vẫn còn có thế lực thứ ba là Âm Tào Địa Phủ mà phát sinh nghịch chuyển kinh thiên động địa, sư đồ bốn người riêng phần mình luân hồi lịch kiếp, về sau lại một lần đối mặt với các lộ thần Phật vây quét. Điều này cũng chú định chính là trận sinh tử chi chiến. Giờ khắc này ở trên Bạch Cốt Lĩnh, Tế Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không một mình quần chiến cùng Tam Đại Thiên Vương, chưa Bát Giới bên cạnh cản lại Hoàng Bào Quái đánh lén,
mà Đường Tam Tạng đối mặt lại căn bản là không cách nào chiến thắng. Nói đến tứ đại kim cang này chính là bốn người trấn thủ đại môn của Linh Sơn Phật Tổ, là thiên thần cầm trong tay kim cương sử bảo vệ Phật pháp. Pháp lực của bốn người họ vẫn luôn là thâm bất khả trắc. Linh Sơn đã phái bọn hắn đến đây mà nhận lấy pháp chỉ, cũng tất nhiên là đem sư đồ bốn người Đường Tam Tạng chém tận giết tuyệt. Năm đó Ngưu Ma Vương đại chiến Tô Ngộ Không cùng Chư Bát Giới, hắn cũng được coi là đệ nhất nhân trong yêu giới, nhưng khi gặp phải tứ đại kim cương này liền kinh hồn đảm phách, ngay cả dũng khí liều lên một trận chiến cũng là không dám. Hơn nữa lúc trước Đường Tam Tạng trên đường gặp Hắc Hà, gặp thủy thế quá mạnh, căn bản là không có cách để vượt qua. Muốn để Bát Giới cùng Ngộ Không cản hắn, cõng hắn bay qua, nhưng Tam Tạng đạt được câu trả lời lại là thân thể phàm nhân nặng như Thái Sơn, nếu là trở đi ngay cả ta cũng phải chìm xuống nước. Bởi vậy có thể thấy được ba cái đồ đệ của Tam Tạng không một người có thể mang theo hắn đằng vân giá vũ, nhưng trái lại tứ đại kim cương này lại có thể mang theo hắn trực tiếp đằng không mà lên, bay trở về cảnh nội đại đường. Chỉ từ trên khía cạnh tu vi mà nhận định thì xác thực cũng là cao hơn một bậc. Lúc này Đường Tam Tạng nội tâm cực kỳ rõ ràng, mình không thể nào là đối thủ của những người này, nhưng bất luận có ra sao cũng phải giúp cho Tô Ngộ Không tranh thủ thời gian, cho dù là phải liều lên cái mạng này. Mặt thấy trên trận hình Tam Đại Thiền Vương đang cười ha ha, Tăng Trưởng Thiền Vương quát lớn: "Yêu hầu, bằng vào thân phận tấp hèn của người cũng dám giết huynh đệ của ta." Sau khi nói xong, hắn giơ lên đại kiếm trực tiếp đánh xuống, mà bàn long của Quảng Mộc Thiền Vương cũng là một đạo long nhãn bắn thẳng đến phía Tô Ngộ Không. Tề Thiên Đại Thánh lúc này cũng trừng đỏ hai mắt, cắn răng nghiến lợi trở lại: "Bốn người các ngươi đã từng ở dưới trướng Văn Thái Sư, vì nhân tộc mà tranh đấu, bây giờ lại cam tâm làm chó giữ nhà cho thiên đình, còn dám lên mặt tự đắc. Mạng của huynh đệ các ngươi là mạng của hầu tử hầu tôn, mạng của Lục Nhĩ huynh đệ ta cũng không phải là mạng sao?" Vừa mới nói xong, Như Ý Cung Cô Bổng đại phát quang mang kim sắc, một gậy cứng rắn tiếp lấy đại kiếm. Sau một tiếng vang thật lớn, lưỡi kiếm của Tăng Trưởng Thiền Vương lập tức băng liệt, mà kim cô bổng to lớn kia còn cuốn lên một trận cuồng phong, đem bàn long long nham thổi đến hoàn toàn dập tắt. Một màn này đã chấn kinh tất cả mọi người ở đây. Tăng Trưởng Thiền Vương cảm thấy kinh hãi vô cùng. Thực lực của yêu hầu này rõ ràng hoàn toàn khác so với lần đại náo Nam Thiền Môn trước đó. Liền ngay cả những vết nứt trên Định Hải Thần Châm kia cũng không còn thấy bao nhiêu. Không sai, bất luận là hỗn thế tứ hầu hay là hỗn độn thần khí đều đã hòa vào với nhau. Thực lực cũng không phải tuyệt nhiên, chỉ đơn giản là nhiều lên gấp bội như vậy. Nhưng cho dù như thế, Tăng Trưởng Thiền Vương vẫn là một mặt như nắm chắc được thắng lợi. "Yêu hầu, người xác thực đã mạnh lên, nhưng người nghĩ bọn hắn có lợi hại được như ngươi hay không?" Nói xong, tay phải chỉ một hướng, trực tiếp chỉ về hướng đám người Đường Tam Tạng cùng Chư Bát Giới. Tô Ngộ Không quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tứ đại hộ pháp kim cang đồng thời xuất thủ, Phật quang đại trận từ trên đỉnh đầu Đường Tam Tạng ép xuống. Bởi vì tu vi chênh lệch quá lớn, Đường Tam Tạng chỉ dựa vào bộ xương khô kia căn bản là không thể chống đỡ được. Khi một thanh âm tê minh vang lên, tất cả mọi người đã nhìn thấy xương cốt Đường Tam Tạng liền như đã muốn vỡ nát. Mà cùng lúc đó trên chiến trường càng là vang lên những tiếng sói tru. Hoàng Bào Quái đang cùng đối chiến với Trừ Bát Giới vậy mà đã lộ ra bản tướng, muốn cắn chết đối phương. Nhưng ngay sau đó lại phát sinh một tình huống không thể tưởng tượng được. Chỉ thấy một kẻ trọng thương sắp chết, đem hàng yêu bảo trượng cắm xuống mặt đất, trực tiếp tháo ra chính cái đầu lâu treo trên cổ. Tức khắc sau, chín đạo kim quang bắn thẳng vào thể nội Đường Tam Tạng. Khi kim quang hiện lên về sau, chỉ thấy Đường Tam Tạng lập tức hóa thành kim thân khô lâu. Phật quang đại trận kia cũng vì thế mà không thể tiến lên một chút nào. Mà Chư Bát Giới cũng hướng về phía Hoàng Bào Quái gầm lên giận dữ: "Hôm nay lão Trừ liền bồi tiếp người đến cùng." Sau khi nói xong, hắn cũng liền lộ ra bản tướng, một con dã trừ miệng đầy răng nanh xuất hiện ở trên chiến trường. Tô Ngộ Không khóe miệng hơi nhếch lên, hắn biết trận chiến này nhất định phải tốc chiến tốc thắng, sau đó lập tức lại dùng thuật phân thân. Khi phân thân xuất hiện, Tam Đại Thiền Vương trợn mắt trừng trừng, bởi vì bọn hắn nhìn thấy cái phân thân kia lại là một kẻ có 6 cái lỗ tai. Hết tập 12. Các bạn vừa theo dõi xong tập thứ 12 của câu chuyện Phản Tây Du. Bốn thầy trò Đường Tăng đang phải đối mặt với sự tấn công của Tam Đại Thiền Vương từ Thiên Đình cùng với Tứ Đại Kim Cương từ Linh Sơn. Liệu Tô Ngộ Không có thể thoát khỏi nơi đây hay không? Xin mời quý vị và các bạn cùng chờ đón tập thứ 13. Để truy cập và tìm hiểu về câu chuyện này thì các bạn hãy vào hai group của mình, đó là group Thần Thoại Trung Hoa và group Anh Em Chuyện Thiên Hiệp. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn.